Kính thưa hôm nay toàn thể các bạn đồng tham. Dạ, alo. Giờ trao đổi Phật pháp thăm tổ sư thiền. Đặc biệt hôm nay thì chúng tôi đang ở San Jose, không phải ở chùa Di Pháp mà ở chùa Bảo Phước ở San Jose, là bởi vì đang giữ một cái khóa tu kiết tông ở đây 10 ngày, cho nên quý vị quan hệ cho người biết sao chúng tôi chỉ là một cái background đơn giản thôi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vô cái về cái đường lối thăm tổ sư thiền. Thì hôm nay đường lối thăm tổ sư thiền thì gồm có 10 điều, mà hôm nay là điều thứ tư về nhân quả nghi ngộ của thiền tông. Thì cái tiêu đề của trong cái cuốn đường lối thăm tổ sư thiền là phần thứ tư là nhân quả nghi ngộ. Thì chúng tôi cũng bằng phép đọc qua cái chánh văn một chút xíu về cái tiêu đề này. Thì trong đường lối thăm tổ sư thiền Tổ Duy Lực có nói rằng phải biết nghi là nhân, ngộ là quả, không có nhân thì không có quả. Cho nên bất cứ nghi không nghi bất nghi thì không bất ngộ, nhưng nghi nhỏ thì ngộ nhỏ, cho nên tiểu nghi tiểu ngộ, nghi lớn thì cái quả lớn, cho nên đại nghi thì đại ngộ. Như tham thiền, lúc nghi tình nặng ảnh hưởng đến nhức đầu tức ngực khó thở, đó là đại nghi. Khi đó thì nhức nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy, chớ nên có sợ. Đó là tình hình tốt, bởi vì đại nghi sẽ được đại ngộ. Nhưng lúc ngồi mà có tình trạng như vậy thì không được. Không được thì phải làm sao? Phải mau mau đứng dậy, kiếm cái công việc làm, nhưng vẫn phải tiếp tục thăm cứu. Nếu tham tới cảm thấy thần kinh căng thẳng, chịu không nổi, thì câu thoại đầu phải đề chậm lại từng chữ một, chậm thật chậm, mỗi chữ kéo dài độ 10 giây. Như vậy sự căng thẳng về thần kinh sẽ dần dần được giải tỏa. Thì chúng ta thấy cái sự đề cập ở đây là nói về cái nhân quả nghi ngộ, nhưng và cũng nói về cái tình trạng mà chúng ta đang thăm thiền. Nếu có cái nghi tình rất là mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến nhức đầu, tức ngực, khó thở. Đó là cái triệu chứng, đó là cái tình hình tốt. Nhưng mà chúng tôi muốn đề cập ở đây có hai việc. Việc thứ nhất là nói về cái nhân quả nghi ngộ của thiền tông. Đây là cái then chốt của cái phần này. Và đồng thời Tổ Duy Lực cũng đề cập vấn đề mà nếu mà tham mà căng thẳng quá thì như thế nào. Thì một là kiếm cái công việc làm, hai là phải đề chậm lại. Nhưng mà đây là cái tình trạng đang ngồi thì phải đi kiếm cái công việc. Chậm lại thì kéo dài thì cái thần cái sự căng thẳng nó sẽ dần dần mất. Vì vậy cho nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta có một cái nhất định mà tham tổ sư thiền đề câu thoại đầu á, nếu mà nhất định mà có nhiều vậy
Đây là cái tình trạng, nếu có tình trạng đó thì mới tham chạm. Thì chúng ta thấy chứng tỏ rằng nếu mà chúng ta tham chạm quá đó ha, thì chúng ta cũng khó mà khởi nhị tình mạnh được ha. Nhưng mình để chạm quá đó thì tổ không có, thường thường tổ không có đề cập chúng ta tham như thế nào, chậm hay nhanh cả. Nhưng mà mỗi khi chúng ta tham là tùy theo cái người chứ không có bắt buộc phải chậm hay là phải nhanh. Cho quý vị để ý cái này. Cho nên á, và tổ chỉ dạy là khi câu hỏi vừa dứt là phải đời khởi liền, chứ không có được quyền để cho nó kéo một thời gian khoảng trống 1 giây, 5 giây, 3 giây, 10 giây. Ví dụ trước khi có trời đất ta là cái gì, trước khi trời đất ta là cái gì, trước khi có trời đất ta là cái gì, thì tham một cách tự nhiên tùy theo cái người đó hỏi, chứ tổ không có nhất thiết là phải người đó phải tham chậm, hay là dạy người này tham chậm, hay là dạy người kia tham phải nhanh, không không có nói cái này. Nhưng mà nếu một mai có tình trạng mà căng thẳng cận thần kinh quá thì tổ mới kêu là tham chậm lại, đọc chậm lại thì á, hỏi chậm lại. Thì chúng ta thấy chứng tỏ rằng nếu mà chậm quá đó thì sự hỏi mình chậm quá, hoặc là sự hỏi mình lơ quá, là quá, hoặc sự hỏi của mình mà nó không có liền đó, thì cái nghi tình đó cũng yếu chứ không có mạnh. Thì nếu gì để ý cái này, cái tình trạng này thì chúng ta thấy rõ ràng. Vậy này thì chúng ta hãy hỏi một cách rõ ràng và nhanh. Nếu mà chúng tôi nói nhanh á, thì có nhiều người chụp cái nhanh này, chấp vào cái nhanh này thì cũng được, nhưng mà nhanh ở đây là vừa hỏi dứt thì phải hỏi lại, vừa dứt hỏi lại, không cho cái khoảng cách giữa câu hỏi này câu hỏi kia nó có khoảng cách ngưng dài được. Ví dụ trước khi có trời đất ta là cái gì, trước khi có trời đất ta là cái gì, thì nó bị ngưng rồi. Và cho nên tổng mới kêu là câu hỏi vừa dứt phải hỏi tiếp và hỏi tiếp. Cái gì để ý cái này. Cho nên nếu mà căng thẳng quá mà chúng ta đề câu hỏi á, mà chậm lại, thì cái sự thắc mắc á, sự thần kinh mà căng thẳng á, nó sẽ giảm dần lại, giảm dần, thì chứng tỏ rằng chúng ta hỏi chậm thì nó sẽ ảnh hưởng nghi tình, nó không được mạnh. Thì cứ để cái đoạn này thì chúng ta đã thấy hiểu, nhưng mà tổ không có kêu mình tham nhanh, nhưng cũng không có đề cập bảo mình tham chậm. Cho nên tùy theo cái người hành giả đó. Đó, chứ không phải là bắt buộc mình phải, có nhiều gì á, bắt buộc mình nó hỏi chậm lại rõ từng chữ thì cũng không được. Nên cũng có cái sở chấp hay có sở trụ vào cái chậm rõ từng chữ rồi. Cho nên ở đây tham lắm là không có muốn cho bị vướng mắc bởi một cái gì hết trơn á, không có một cái khuôn khổ để cho một người nào để áp dụng được. Nếu mà có một cái khuôn khổ áp dụng á, là có sở trụ rồi. Hoặc là sau này mình tham á, nhanh quá thì cũng được, hay là chậm quá cũng không được, tùy theo cái lúc thầy. Cho nên như vậy mình tham theo cái tự nhiên. Còn nếu không, mình có nhiều người thì lại đề cập phải chậm để rõ ràng rồi thăm hỏi rồi mới nhìn, thì nó qua cái động tác đó rồi thì nó không có được. Giống như là nó có cái sắp đặt sẵn là không được. Cho nên để ý cái này, là cái gì để ý cái này, đó là tình trạng khi mình có cái căng thẳng quá về cái thắc mắc quá, cho nên mình mới đề câu thời đầu chậm lại, thì tự nhiên cái giải tỏa về căng thẳng thần kinh nó sẽ tự nó giải tỏa. Tôi đề cập cái này cho nên quý vị để ý cái này, tất cả hành giả chúng ta để ý cái này.
Nếu mà nói về cái nhân quả nghi ngờ, trở lại cái nhân quả nghi ngờ, thật ra đó thì nói cái nhân quả nghi ngờ đối với người trong tổ sư thiền, người ta tham, người ta tin cái pháp môn, người ta mới tin cái nhân quả nghi ngờ. Nhưng mà thường thường mình nói nhân nghi quả ngộ là so với trong cái pháp môn của thiền tông. Còn nếu mà mình nói một cách khác, nhân quả nghi ngộ hoặc là cái này là cái nhân quả đó, thì khó cái thuyết phục cho cái một cái người nào ở ngoài chưa có biết thành tổ sư thiền đặt tên, rất là khó. Nhưng như vậy nếu mà nói nhân quả đó, cái cúng dường tam bảo thì được phước thì ai cũng tin, ai cũng hiểu, là ai cũng tin hết. Nhưng mà nói về vấn đề nhân quả nghi ngộ đó, nhân nghi quả ngộ thì người ta khó mà thuyết phục, nó làm cho mình khó thuyết phục cho người ta. Nhưng mà thì vậy, tại sao mà nói nhân quả nghi ngờ? Bởi vì ai cũng khi mình nói một cái câu có nghi có ngộ, không nghi không ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, thì phần nữa có thể tín đồ Phật giáo có thể người ta nói được là có nghi có ngộ, không nghi không ngộ. Hai cái chữ có nghi có ngộ thì 50% tín đồ Phật giáo thì người ta có thể, người ta nghe cái câu này, người ta biết được câu này. Nhưng mà cái mà để mà nó tham thiền để mà chứng ngộ đó thì người ta ít có thuyết phục người ta. Nhưng mà trừ ra những người có chủng tử, những người có căn cơ về tham tổ sư thì người ta tin. Vậy thì trả lại vấn đề chúng ta muốn đề cập ở đây cho tăng trưởng cho cái niềm tin cho người hành giả, cũng như nếu mà một mai nào đó một cái người chưa từng biết về thăm thiền thì chúng ta sẽ, nếu mà người đó nghe được những cái đoạn video hay là những cái này về Tiêu Tôn Thiền Đức mà đưa lên vấn đề nhân quả nghi ngộ thì người ta sẽ có một phần hiểu. Bây giờ trở lại vấn đề thì chúng ta thấy vậy thì chúng tôi muốn đề cập ở đây để chứng minh rằng cho làm cái niềm tin cho hành giả chưa tin, những người chưa hiểu dần dần sẽ hiểu. Thì chúng ta thấy vậy thì Đức Phật Thích Ca, nếu mà nói về nhân quả nghi ngộ, vậy thì bổn sư Đức Phật Thích Ca nghi cái gì mà ngộ? Thì chứ chúng ta cũng ai biết á, ai cũng biết hết, Đức Phật Thích Ca đi ra bốn dạo bốn cửa thành, gặp bốn cái trường hợp khác nhau, cũng như gặp cái trường hợp thứ nhất là già, gặp trường hợp thứ nhì là bệnh, gặp trường hợp thứ ba là chết. Vậy thì Đức Phật gặp cái cảnh già đó thì mới hỏi Sa Nạt rằng tại sao người đó già nua lụm cụm? Thì Sa Nạt mới nói chúng sanh thì nó sẽ có những cái cảnh này. Thì Đức Phật mới thắc mắc rằng vậy thì hỏi Sa Nạt, vậy thì mẫu hậu ta, phụ dương ta, bản thân của ta có bị hay không? Thì Sa Nạt mới đáp rằng tất cả ai cũng phải như thế. Cho nên Đức Phật buồn quá ha, trở về không đi nữa. Rồi lần thứ nhì Đức Phật ra cửa thành thứ nhì, Đức Phật thấy cái người bệnh thì cũng hỏi Sa Nạt cũng như thế, Sa Nạt cũng đáp như vậy, thì Đức Phật buộc cũng chạy trở lại về. Cho nên lần thứ ba Đức Phật gặp cái cảnh người chết thì cũng hỏi Sa Nạt lại, thì Sa Nạt cũng trả lời rằng phụ dương và mẫu hậu của Phật
cũng bản thân của Phật cũng phải bị cái chết đó. Cho nên Đức Phật đã khởi lên cái thắc mắc sanh tử này từ đâu mà có, mà chúng sanh phải chịu khổ. Thì từ đó Đức Phật đã thành thiện, đã có cái thắc mắc rồi đó. Hay nói cách khác, đã có nghi tình đã trong thời điểm đó. À, thì mình nói Đức Phật có nghĩa là như vậy, là Đức Phật là người thị hiện, cho nên nó cũng phải trải qua cái thắc mắc, trải qua cái tham thiện. Đó là cái nhân nghi của Phật. Sau này Đức Phật ngộ cái quả Phật quả. Vì vậy khi Đức Phật tu đạo, cầu đạo, tu đạo với ngoại đạo, rồi khổ hạnh, cuối cùng Đức Phật chứng những cái cảnh giới tối cao của ngoại đạo, nhưng cũng không cái đánh làm tan đi cái sự thắc mắc trong lòng của Phật. Cuối cùng Đức Phật ngồi cái cội Bồ Đề 49 ngày à, thì Đức Phật đã phá vỡ cái lưới nghi này à, cho nên Đức Phật mới thốt lên những cái câu kệ mà chúng ta cũng thường hay à, nghe đề cập trong Kinh Giáo Môn à, cũng như ta đi lang thang trong bao kiếp sống, đi tìm mãi cái kẻ làm nhà, giờ này ta đã gặp được ngươi rồi, ngươi không còn làm nhà được nữa. Ruồi mè kèo cột của ngươi bị ta đã phá vỡ, trí ta đã đạt đến vô thượng bồ đề. Thì chứng tỏ rằng Đức Phật đang thang trong bao kiếp sống dụi cho cái luân hồi sinh tử, đi tìm mãi cái kẻ làm nhà là đi tìm cái nguồn gốc của cái sự sinh tử từ đâu mà có. Bây giờ Đức Phật đã chứng ngộ rồi, cho nên đã phát hiện rồi, là nhìn được cái bộ mặt, hay là nhìn được cái nguyên nhân sinh tử, hay là phá vỡ cái sinh tử rồi, thì làm sao mà không có cơ hội để làm nhà được nữa, là không còn sinh tử nữa. Đã. Thì cái trí ta là cái biết của ta, không có cái gì ta không biết hết, cho nên đạt đến vô thượng bồ đề. Thì trở lại đó là cái nhân nghi ngộ của Phật đó. Vậy thì Đức Phật đã có cái nhân nghi ngộ như vậy, thậm chí cho đến quý vị cũng có thể đọc trong kinh à, Trường A Hàm nói về cái lịch sử của bảy Phật à, thì lại cũng cái Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng thế. Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng dạo bốn cửa thành. Và cũng như á, khi mà Đức Phật Tỳ Bà Thi gặp cảnh già à, thì tại sao Đức Phật cũng ngẫm nghĩ rằng cái người già bệnh sắp chết à, thì cũng nghĩ rằng ta chưa khỏi nạn này. Thì gặp cái người mà à, bệnh đi lâm khom đau quằn quại thì Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng ngẫm nghĩ rằng ta cũng chưa khỏi nạn này. Cho đến gặp cái người chết thì Đức Phật Tỳ Bà Thi ta cũng chưa khỏi cái nạn này à, đó là trong Kinh Giáo Môn mà Trường A Hàm cũng có đề cập lên cái vấn đề cái nhân nghi của Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng nghi trân trọng cái điểm sanh tử này à. Cho nên quý vị thấy á, vậy thì cái tiền đề của Phật Tỳ Bà Thi và cái tiền đề của Phật Thích Ca không khác. Cho đến hôm nay chúng ta cũng thế, cái tiền đề để nghi ngộ của chúng ta cũng đồng như Đức Phật Thích Ca, đồng như Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng có cái nhân nghi. Thì sau này chúng ta nếu ngộ thì chúng ta trên cái điểm này. Thì đó là cái nhân chánh nghi của Phật Thích Ca, chánh nghi của Phật Tỳ Bà Thi thì sẽ được chánh ngộ, sẽ được chánh quả à. Cho nên quan trọng là chúng ta cái nhân nghi ngộ này của thiền tập rất là đặc biệt. Hay nói cách khác á, theo như Chư Tổ nói đó, người tin được cái pháp môn này à, 100% à, và tin luôn cái tự tánh của mình 100%, người ấy đã từng gieo trồng cúng dường vô lượng vô biên Đức Phật, cho nên hôm nay mới có cái niềm tin bất hoại như vậy về cái pháp môn về tin tự tánh, chứ không phải mà đơn giản một kiếp hai kiếp hay một đời hai đời mà chúng ta hiểu được
nắm được hay là tham được cái tâm chỉ của tổ sư thiện đâu, không phải dễ đâu. Rồi chúng ta trong thời này chúng ta đã được tổ di lực dạy rất là rõ về cái cách tham thiền này, về cái pháp môn tham tổ sư thiền này, về cái nhân quả nghiêm ngộ của cái thiền tâm này, hay nói cách khác khó mà tin nổi cũng như khó mà tham được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta muốn đề cập. Cho nên á, sau này trong cái thiền tâm chúng ta thấy chư tổ đều có cái nhân nghi, đều có cái chánh nghi thì sẽ được có cái chánh quả. Cho nên cái phần nhân quả nghi ngộ này nó rất là rõ như vậy. Vì vậy chúng ta thấy không có cái nào mà chúng ta nghi ngờ về cái pháp môn này nữa. Khi chúng ta đọc qua một cái hay là đề cập đến cái pháp môn này, ngay cả Đức Phật Thích Ca nói về Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi hay là bảy Phật đều là như vậy. Cho đến sau này chư tổ cũng dựa trên nhân quả nghi ngộ này mà thành tựu Bồ Đề. Thì trở lại chúng ta thêm về một cái phần nhân quả nghi ngộ này. Bởi vì cái nhân nghi, nghi là không hiểu không biết, ngộ là hiểu biết. Cho nên đây là cái then chốt của cái sự tham thiền. Nếu mà ngộ được là ngộ nghiệp liền, ngộ không được thì phải nghi. Thì có nghi sau này sẽ ngộ. Thì cái ngộ này nó phá vỡ cái lý nghi, đó là cái nhân quả nghi ngộ của thiền tâm. Thì mình nói đơn giản thì ít có thuyết phục cho những người ta chưa biết về tham tổ sư thiền. Thì hôm nay á, chúng tôi chỉ đề cập hai điểm, đó là cái điểm nhân quả nghi ngộ và cái cách trong cái điểm nhân quả nghi ngộ này. Thêm có một cái là cái gì để ý tổ này, khi mình căng thẳng thần kinh quá thì tham chạm lại thì cái chạm đó nó sẽ làm giảm cái sự thắc mắc của mình, giảm cái sự căng thẳng về thần kinh. Vậy thì chứng tỏ rằng chúng ta thấy nếu mà chúng ta mà tham chạm quá, lơ là quá, tham chạm quá thì cái sự mà thắc mắc nó sẽ không được mạnh, nó cũng sẽ đánh mất. Vì vậy để ý. Mà nhưng chúng tôi cũng không bảo quý vị là phải tham nhanh hay là tham như thế nào, nhưng mà tùy theo, đây là vấn đề chúng ta phải tùy theo cái tập khí, hay là tùy theo cái thói quen của cái người đó, cũng như cái người có nhiều người cái tánh xin lỗi, chúng tôi phân tích một chút xíu. Cái người tánh nóng quá, mà khi tánh nóng quá là thắc mắc nó muốn ấy, thì cứ hỏi lúc mình thắc mắc nhiều chừng nào thì cái hỏi nó cũng dễ bị dồn. Cho nên mà dồn như vậy mình hỏi nhanh mà tự không hay. Nhưng mà vậy ở đây vấn đề chúng ta muốn là không có một cái khuôn mẫu. Nhớ rằng nếu đã có khuôn mẫu thì có sở trụ. Hay nói cách khác, nếu mà chúng tôi đề cập ra bắt buộc cái gì như thế này, như thế kia, phải thăm nhanh, phải thăm chậm, phải như thế này, thì nó trở thành có khuôn mẫu. Mà có khuôn mẫu là có sở trụ, cho nên không có thành lập một cái gì hết. Phải tham tự nhiên của một hành giả, mỗi người mỗi khác. Đó là vấn đề, đó là chúng ta để ý. Cho nên tổ Di Lực cũng không có đề cập là phải cái người đó phải tham nhanh, cái người này phải tham chậm. Nhưng mà khi tổ nói câu hỏi vừa dứt thì đề khởi câu hỏi, không cho một cái khoảng cách ngắn đoạn, phải hỏi liền, không cho dứt. Đó là chỉ tổ có đề cập cái điểm đó thật, chứ không tổ không có kêu phải tham chậm tham nhanh, người đó phải hỏi chậm hỏi nhanh gì hết. Nhưng mà khi mình đối đáp như vậy đó thì tùy theo cái người đó đang bị như thế nào thì tổ dạy cho cái người đó thôi, áp dụng cho người đó, chứ không phải là áp dụng hết, không có một cái khuôn mẫu gì hết để cho hành giả. Thấy gì thấy à, để ý cái này.
Cái điểm mà thứ nhì, cái điểm thứ nhì ở đây đó là không có phân biệt tư cách đó. Xem tiện nào, anh nghe em thể phát hiện Dạ nghe cũng thật. Mạng như bên đó yếu hơn là anh dạ, cho nên là ở đây xài qua cái sim cho nên nó không phải ở chùa, cho nên nó xài qua cái internet, cái wifi của chùa cho nên là yếu. Cái điểm thứ năm, chúng ta qua điểm thứ năm thì chẳng phân biệt tư cách tham tổ sư thiền, không thể sơ tham, lão tham, thông minh, dốt nát, ngu si, người già hay trẻ em. Trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật, trong truyền Đăng Lục đó, thì trong lịch sử thiền trong Trung Hoa đó thì có một cô họ Trịnh 13 tuổi, một cô họ Tô 15 tuổi được kiến tánh, và nhiều tổ ngu si dốt nát cũng tham thiền được kiến tánh. Người tham thiền chỉ cần thấm thiết cái việc sanh tử, dũng mãnh tham cứu, thì bất cứ người nào cũng có thể đến đến kiến tánh thành Phật. Không nên tự khinh cái khả năng thành Phật của mình. Đã. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đây nói về cái chẳng phân biệt tư cách, hay nói cách khác cái Phật quả đó không dành cho ai cả, ai cũng có được thành tựu hết. Thì mặc dù chúng ta đọc cái này chẳng phân biệt tư cách thì chứng tỏ rằng cái tâm á, cái Phật tánh á, của mỗi chúng sanh á, đều đồng với nhau, chỉ cần phát hiện ra là xài hết, không có phân biệt cho là người ngu kẻ dại. Thì thường thường chúng ta thấy đề cập là thường thường thì khi mình nhìn lên một cái nhìn lên con người không à, không có nhìn vào cái Phật tánh người á, nếu mà mình nhìn vào người khờ thì mình lại khinh khi, hay là mình đang tội nghiệp, hay là cái người thông minh uyên bác á, thì lại là khen ngợi nể nang. Còn cái người mà khờ dại ngốc dốt nát á, thì mình lại có cái tâm dễ mà khinh khi. Thì á, với trở lại á, ở đây á, cái tâm Phật tánh á, tự tánh á, của mỗi chúng sanh á, đều đồng với nhau không khác. Còn cái thành Phật á, là thành trên cái tự tánh chứ không phải thành trên cái con người. Vì vậy tôi mới nói trong cái điểm này á, ai cũng đủ tư cách thâm thiền hết, ai cũng đủ tư cách để thành Phật hết, chỉ cần biết cách tham thiền, tham đúng cái pháp môn thì cơ hội thành Phật ai cũng được, không có phân biệt người nào hết. Dù cho cái người lão tham, người sơ tham, hay là trẻ em, hay là người khờ ngốc, chỉ cần biết cách tham thiền thì cái tư cách nào đi nữa cũng sẽ được thành thành Phật cả. Cho nên trong kinh chưa tỏ đây tổ Như Lực đây đề cập những người mà nhỏ tuổi đó, 13 tuổi, 15 tuổi thì những người đó cũng sẽ được thành Phật. Hoặc là trong lịch sử của Thiền tông á, nhiều tổ á, hơi mà chưa chưa thành kiến tánh á, thì khờ ngốc
nhưng mà cũng thành thành Phật. Có nhiều vị đó cũng như có một đoạn băng tổ dân lược dạy đó, chứ người đó rất là khờ á, ngốc á, cũng như á hỏi chữ thiền như thế nào ông đó cũng không có biết nữa, hỏi chữ thiền như thế nào cũng không có biết nữa. Nhưng mà bên Tàu đó, cái âm mà cái con ve ve nó kêu á thì nó giống như cái âm chữ thiền á, thì người ta mới nói thiền là giống như cái con ve ve nó kêu vậy đó. Thì ổng nói vậy hả, thì bắt đầu ổng chỉ thầm thiền thôi, rồi cuối cùng ngược lại cái ông đó lại chứng quả trước cái ông kia, cái ông mà dạy mà không đúng á, tại vì ông có cái khởi cái tâm thiền là như vậy là biết ông này khờ rồi, cho nên là ông có giải thích như vậy đó. Chúng ta thấy á, những cái tổ khờ mà ngược lại cái cơ hội kiến tánh đó, cũng có thể nhanh hơn cái người thông minh đó. Thì chứng tỏ là cái điểm thứ năm này chẳng cái phân biệt tư cách, thì quan trọng cái người nào tin được cái tự tâm của mình thì người đó như tham đúng cái phương pháp tổ sư thiền thì người nào cũng sẽ được kiến tánh thành Phật cả. Cho nên tổ mới nói là đừng có khinh cái khả năng thành Phật của mình. Thì những cái câu nói, những cái tiêu đề trong cái đường lối tham tổ sư thiền này là làm tăng trưởng cái niềm tin pháp môn, tăng trưởng niềm tin tự tâm cho mình thôi. Vì vậy chúng ta thời gian chúng ta sẽ đề cập hai điểm này, thì quý vị có cái điều gì thắc mắc còn lại trong thời gian Dạ, lắm, anh đừng đừng nói vài chuyện phút nữa. chúng ta sẽ trao đổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.